Quý vị ở đây là môn đẩy gậy nhá. Thể thao dành cho phái mạnh. Mã Phúc Bằng đầu hàng đấy. Ban Ma Văn Bộ đề nghị tập trung về chỗ sân môn đẩy gậy. Chúng ta sẽ thi đấu hạng cân 60-65 trước, gồm có Ma Phúc Bằng, Lương Văn Thụ, Chẩu Văn Tiệp. Đề nghị các vận động viên chuẩn bị. Không, bên kia bóng chuyền nam bắt đầu rồi kìa. Đấy, gậy bắt đầu luôn đây. Bóng chuyền nam bắt đầu rồi. Đấy, gậy bắt đầu đây. Trận đấu thứ nhất, Ma Phúc Bằng, Lương Văn Thụ, 60-65 kg. Đề nghị hai vận động viên vào khởi động. Đó, không đứng cũng quay được. Bằng như là đã khỏe rồi. Tuyệt vời. Bảo Bằng quá khỏe luôn. Quá khỏe luôn rồi. Lượt thứ hai nhé các bạn nhé, lượt thứ hai nhé. Mà cũng bằng quá khỏe luôn. Tuyệt vời. 70. Triệu Càn Ngân, Nông Văn Hòa. 65-70 à? Hạng 65-70 nhá quý vị ơi, Triệu Càn Ngân, Nông Văn Hòa. Hôm nay đi không đi dây mà làm sao mà không đi dây thôi. Không có dây, không có dây làm sao bám được thật này. Triệu Càn Ngân thắng Nông Văn Hòa nha quý vị nhá. Hạng cân 65-70. 70-75 kg. Nguyễn Thế Hưng, Ma Phúc Lan. 70-75. Nguyễn Thế Hưng, Ma Phúc Lan. Ôi trời ơi, chú Hưng ơi, lại chân không rồi. Lại chân không rồi. Không, khỏe đấy. Khỏe đấy. Hôm nay là cùng một thôn này.
Lan ơi mà bục quá Lan ơi. Ôi khỏe quá, khỏe. Ôi. Tuyệt vời. Trận đấu tiếp theo, cháu Văn Tiệp, Ma Phúc Bằng. Bốc đây bạn ơi, bốc đây, bốc đây, bốc đây. Trận này sẽ rất hay này các bạn này, trận này sẽ rất hay luôn. Đúng là hai đối thủ ngang tài ngang sức đây các bạn ạ. Tuyệt vời quá. Đáng rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Chúc mừng bạn Tiệp nhá. Đặng Hữu Thắng, Đồng Văn Hòa tiếp tục vòng nhé. Đồng Văn Hòa chứ. Rồi đó, rồi đó. Khỏe quá. Có bệnh nhá.
Chân không bám một tí nào luôn sân đấy. Hay ra, hay ra. Cố lên, cố lên. Cố lên. Cố lên một lần nữa. Đưa chạm mạch. Ôi, chạm mạch rồi. Như vậy là cuối cùng cũng chạm mạch mọi người ạ. Tiếp tục Đông Bàng Hòa và Đảng Cứu Thắng nhé. Người. Ma Phương Lan, Ma Văn Bộ vào khởi động. Đằng trước ngồi xuống đấy thì mới thấy được. Cổ vũ đây, cổ vũ mạnh lên mọi người ơi. Ở đây, kia. Tròn lắm, không chân không giữ được đâu. Không giữ được, chân không bao giờ giữ được luôn. 65 Lương Văn Thụ, Chấu Văn Tiệp. Nào. Cố lên hai bạn của tôi ơi. Cái đấy đó. Rất chi là khỏe, rất chi là khỏe. Rồi quá. Hay là. Nguy hiểm rồi. Đây cái nữ có nhân gì ba tư rồi. Không nắm tí đọc lên mà. Tí đọc lên nhận thế mà đọc đi. Đây à, đi lăng đi nha, Chào bạn Điệp đã có giải 65 giải nhất Chấu Văn Tiệp. Đấy, có giải nhì Ma Phúc Bằng, giải ba Lương Văn Thụ. Trận đấu tiếp theo Đặng Hữu Thắng, nhất nhì bà Triệu Càn Ngân. Đấy. Triệu Càn Ngân, Đặng Hữu Thắng nha mọi người nhé. Tiếp tục. Nào. Lên đây. Vỗ tay lên. Bắt đầu đấy. Yeah.
quá nhanh mà quá khỏe luôn mọi người. Hàng cân 65-70kg, giải nhất Kiều Càn Ngân, giải nhì Đặng Hữu Thắng, giải ba Nông Văn Hòa. Đồng ăn trận đấu tiếp theo, Ma Văn Bộ, Nguyễn Thế Hưng. Quý vị ở đây sẽ là trận nặng cân, hạng cân nhất nhé. Đấy. Trận này mình theo mình dự đoán là chắc chắn chú Hưng sẽ thắng, tại vì ở cái hạng cân này chú đẩy quen rồi. Đấy, đấy. Đấy, mọi người thấy cái cánh rồi, đấy là có một đơn giản. Là như vậy là dự đoán ngay vòng tiếp theo thì đã không chính xác rồi các bạn ạ. Đúng là tuổi trẻ thì sẽ khỏe, chắc chắn là sẽ khỏe hơn. Đó, đấy tiếp rồi. À thôi. Cổ vũ đi mọi người ơi. Và như vậy là chú Hưng chính thức là mùa này sẽ không về nhất được nữa. Như vậy là hạng cân 70-75, giải nhất Ma Văn Bộ, giải nhì Nguyễn Tê Hưng, giải ba Ma Phúc Lan. Giải nhì cũng được rồi. Cảm ơn như khán giả, các vận động viên. Như vậy là môn đẩy gậy đến đây kết thúc nhé. Chào mọi người, là tiếp tục đi hóng các môn khác rồi.